Cách định dạng ngày tháng năm trong Excel có ví dụ cực đơn giản, dữ liệu ngày tháng năm trên Excel hiển thị không đúng, bạn muốn thay đổi định dạng nhưng vẫn chưa biết cách thực hiện. Video dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách để định dạng ngày tháng năm trong Excel. Cùng theo dõi và thực hiện trên máy tính ngay nhé. 1. Cách định dạng hiển thị ngày tháng trong Excel, định dạng bằng Control Panel. Bước 1, nhấn vào kính lúp để tìm kiếm Control Panel, chọn ứng dụng Control Panel. Bước 2, chọn các logo ở phần View B, chọn Clock and Region. Bước 3, chọn chức năng Region. Bước 4, chọn quốc gia tại Format, chọn kiểu định dạng ngày giờ tại Date and Time Format. Bạn có thể xem trước định dạng sau khi chỉnh sửa tại Example, nhấn OK để hoàn tất. Định dạng ngày, tháng, năm bằng sóc Date. Bước 1, quét chọn vùng dữ liệu, nhấp chuột phải để chọn Format Cell. Bước 2, ở tính năng Date bạn chọn kiểu định dạng tại Time, chọn quốc gia tại Local, Location, xem trước kiểu định dạng tại Sample. Nhấn OK để lưu lại. Bước 3, và đây là kết quả, định dạng ngày, tháng, năm bằng Custom Format. Bước 1, quét chọn vùng dữ liệu, nhấp chuột phải để chọn Format Cell. Bước 2, chọn tính năng Custom, chọn kiểu định dạng, nhấn OK để lưu lại. Bước 3, và đây là kết quả của mình sau khi thực hiện. 2. Cách nhập ngày tháng năm trong Excel, nhập ngày, tháng, năm nhanh bằng phím tắt. Bằng cách sử dụng các phím tắt bạn có thể nhập giờ hoặc ngày tháng năm hiển thị trên máy tính vào Excel, Ctrl để nhập ngày tháng năm vào ô, Ctrl Shift để nhập giờ vào ô. Bạn có thể nhập cùng lúc ngày tháng năm và giờ vào ô với tổ hợp phím Ctrl, nhấn phím Spacer và tổ hợp phím Ctrl Shift. Nhập ngày, tháng, năm bằng hàm trong Excel, hàm Today. Việc sử dụng hàm Today sẽ cho phép bạn nhập và cập nhật ngày tháng năm vào ô. Hàm Now cũng tương tự như hàm Today, chỉ khác là hàm Now sẽ bổ sung thêm giờ và phút so với hàm Today. 3. Cách chuyển tháng, ngày sang ngày, tháng trong Excel. Bước 1, quét chọn vùng cần chuyển, vào Data, chọn Vector Column. Bước 2, nhấn nét ở cửa sổ đầu tiên. Bước 3, bỏ hết các dấu tích ở cửa sổ thứ hai, nhấn nét. Bước 4, tại Date bạn chọn MGI, chọn nơi muốn đưa dữ liệu ra, nhấn Finish. Bước 5, và đây là kết quả. Trên đây là các cách định dạng ngày tháng năm trong Excel có ví dụ cực đơn giản. Chúc các bạn thực hiện thành công.